Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2014, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Hutech đã tổ chức sơ kết hoạt động đóng góp cho đợt 1, hưởng ứng chương trình chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông do báo Tuổi Trẻ phát động và phát động đợt thứ 2. Sau một tuần hưởng ứng, số tiền đóng góp được của toàn trường là hơn 120 triệu đồng. Số tiền này đã được đại diện nhà trường trao cho đại diện báo Tuổi Trẻ trong sáng cùng ngày. Bạn Phương Thảo, Chủ tịch Hội Sinh viên trường cho biết, trong những ngày qua, hòa cùng nhịp đập con tim của người dân cả nước cùng hướng về biển đảo Tổ quốc, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Hutech đã trích ra một ngày lương để đóng góp hưởng ứng chương trình chung sức bảo vệ biển Đông. Nhà trường sẽ còn nhận sự đóng góp đợt 2 để ủng hộ chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông và tiếp tục chuyển đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ để cùng cả nước hành động vì biển đảo Tổ quốc.